Hello, xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên đây em về được một cặp loa dòng loa JBL anh em. Dòng này loa Bass 30, dòng này gọi là loa siêu khủng và siêu hiếm nha anh em. Và cực kỳ gấu luôn. Và em đầu giới thiệu chi tiết anh em nha, xem nha. Đây là cái hồng còi dòng loa này, lần đầu tiên em thấy còi khủng. Còi đây rất khủng anh em, còi khủng lắm. Và đây là một cái loa Bass 40. Loa Bass 30 nha, xin nhận lỗi. Bass 30 anh em. Này lưới sắt nha. Và dòng này là lo chuyên về chơi nhạc karaoke và nghe nhạc được luôn anh em. Và bên đây là nó có một cái hộc, một cái lỗ thông hơi. Và bên đây một cái lỗ thông hơi nè, lỗ thông hơi nha. Dòng lo này cực kỳ rất là đẹp nha, mình dùng gỗ nha anh em. Này gỗ sơn nhám nha. Và đây là chiếc JBL đây. Và em sẽ quay về phía sau của lo này nha, anh em xem nha. À, cái lo sau này nha. Đây. Đây là cái model anh em. JBL Power Series model 4726A. Con ốc này là nó dặn nó dặn cái phân tần. Và đây là những cái thông số mình chạy chế độ từng lo, này là full gain là hai lo. Đây là Canon và hàng này là JBL California anh em. Hàng Mỹ nha, dòng này giống như nó cặp này đó. À, dòng này giống như là mình so sánh giống như cái lo mà JBL 4312A 12B, thì mấy dòng đó lo nó về nguyên về nghe nhạc nhạc vàng, nhạc trữ tình, dòng lo chi tiết thôi. Nhưng dòng này thì mình sẽ chơi được nhạc mạnh luôn, nhạc đan và nhạc remix được hết, và karaoke vô tư. Và cặp này rất là hiếm nha anh em. Thì cái giá này thì nó không có rẻ anh em, tại vì mình cái 4312 giờ giá nó cũng còn gần trên gần 20 triệu rồi. Nhưng mà cặp này nó gấu hơn nhiều. Và đây em đi đến cái dòng cái củ loa Bass này. Đây củ loa Bass này là hơn 1 gang tay em nha. Này nó hơn bự lắm nha. Và đây model lo đây. Model là 2206HBL 8 ohm dòng California USA. Này củ loa này rất nặng nha anh em. Nặng cực kỳ nặng luôn. Và đây là chạm lo JBL, đặc trưng của lo JBL. Và em sẽ lấy ra, nói chung củ lo này rất nặng nha, nặng lắm anh em, nặng lắm. Và ở đây thì đây thì xíu anh em sẽ xem cái phân tầng này rất khủng long. Và đây là cái củ lo chép 2426 đây, nó rất là bự nha. Này là gọi là Mỹ nồi luôn nha anh em. Và cái củ này, cái họng này nó đi chung với cái lỗ thông hơi luôn. Đây anh em, đó ghê không. Cú loa chép này rất nặng nha anh, cú chép này khoảng 3-4 kg, rất nặng khủng long luôn, quá nặng luôn. Và đây là anh em, đây là nha, đó cực kỳ đẹp luôn nha. Đây và đây anh em, nó thiết kế là để cái lo cái cú chép vô đây để nó bảo vệ không rồi nó gãy hỏng đó. Và em sẽ để đây nha, và em sẽ cho anh em xem nha. Chung con này quá dữ. Và đây là vào phân tầng nha anh em. Phân tầng nữa nha. Đây là phân tầng nha anh em. Đây. Đó, anh em nhìn cái phân tầng khủng khiếp không? Đây là một cái cuộn lọc và cuộn lọc. Và ở đây một cuộn lọc nữa nha anh em. À. Tất cả đều là tụ xịn hết nha anh em, tụ Mexico hết nha. Phải nó con này quá khủng, phân tầng rất khủng nha anh em. Một gang tay, chiều ngang nó hơn một nửa gang tay này đó anh em, nhìn khủng long không. Cặp này thì bao phê nha anh em, hát cực kỳ hay luôn. Và em kết thúc video tại đây. Anh em nào cần thì liên hệ em, cặp này không có nhiều đâu nghe anh em, cặp này giá cũng rất là cao không có rẻ. Và em kết thúc video tại đây, anh em nào làm được thì liên hệ. Xin chào.